Tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Đình Chiến Người nghệ sĩ chỉ nhớ mặt mà quên tên Diễn viên truyền vai khắc khổ Ngoài đời bình dị hệt trong phim 40 tuổi mới lập gia đình Gõ cái tên Đình Chiến tìm kiếm trên Google Gần như chẳng có một bài viết nào về anh Khi phóng viên thắc mắc và đem thắc mắc này tới hỏi Thì diễn viên Đình Chiến rất thật thà Vốn ngại lên báo Vì công việc cũng bận đi suốt, hơn nữa một số phóng viên trẻ bây giờ hay thêm thắt vào những chi tiết đầu đầu nên anh tránh, anh cười và bảo mình thuộc thế hệ già cả rồi, lại trầm tính cũng không thích ồn ào. Nghệ sĩ ưu tú Đình Chiến quê gốc Nam Định. Anh vốn mê phim từ nhỏ, thường trốn vào rạp xem phim chui, lúc đó cứ nhìn thấy các diễn viên như Thế Anh Trà Giang, Lâm Tới, Minh Đức là anh lại tưởng tượng họ cao siêu hơn người bình thường. Thậm chí cho rằng cách họ ăn uống cũng không giống mình. Còn bên sân khấu thì Đình Chiến lại đam mê diễn viên Trần Tiến, Mạnh Linh, Phạm Bằng, Cao Khương. Bố của nghệ sĩ ưu tú Đình Chiến làm về phát hành phim. Sau là phóng viên mảng văn hóa nhưng không liên quan gì đến nghệ thuật và ông cũng đã mất lâu rồi. Còn mẹ của anh thì làm kinh tế, anh lại là con trai lớn trong gia đình một hôm trên đường đi lấy bèo về cho lợn thấy xe của đoàn kịch nói trung ương nay là nhà hát kịch việt nam đang tuyển một lớp cho đoàn nam hà thấy anh đang tò mò ngó nghiêng ngoài cửa sổ thì có người chạy ra hỏi cháu có muốn thi tuyển không thật sự lúc đó anh chẳng biết gì họ bảo hát thì anh hát bài giải phóng miền nam thế là qua được vòng sơ tuyển rồi đi dần đến trung tuyển và trúng tuyển. Mọi việc đến với anh như một giấc mơ, khi thông báo với gia đình đã trúng tuyển vào đoàn Nam Hà. Ba anh nói đúng một câu, con thích nghề gì thì theo nghề đấy, nhưng đã thích thì phải theo đến cùng và đến bây giờ thì anh đã làm được điều mà ba anh mong muốn. Tốt nghiệp lớp diễn viên năm anh 16 tuổi, nhưng vì còi quá nên anh chẳng được giao những vai dài hơi mà chỉ được nhận vai quần chúng. Sau đó anh sang phụ giúp làm khâu âm thanh ánh sáng cho đoàn. Năm 1974, anh về đoàn Trường Sơn sư đoàn 559 mà không theo đợt nhập ngũ nào và chính thức nhận vai dài từ đó. Đến năm 1979, toàn bộ đơn vị của anh lại được điều về quân khu 2. Ra quân, đoàn cử anh đi lao động nước ngoài ở Đức nhưng anh không thích và xin chuyển ngành về nhà hát kịch trung ương từ năm 1988. Sau đó 2 năm, anh mới được nhận vào biên chế chính thức của nhà hát. Anh gắn bó với đoàn 1, đoàn của các cụ già, anh với Trọng Trinh là trẻ nhất đoàn hồi đó. Của nhà hát cho đến khi nghỉ hưu và hiện tại thì vẫn hợp đồng làm việc với nhà hát. Ngoài ra, anh vẫn đóng phim đều đặn và công việc tổ chức lồng tiếng. Ở mảng phim ảnh, anh có nhiều vai diễn kể cả trong phim điện ảnh lẫn phim truyền hình như Gió qua biển tối sáng, Bà và cháu, Trần Thủ Độ, bão qua làng, khi đàn chim trở về ba, mạch ngầm vùng biên ải, gia phả của đất. Do ngoại hình và cá tính, cách nên phần lớn những dạng vai liên quan đến nông thôn hoặc thành thị cũ thì có vẻ hợp với anh nhiều hơn. Mặc dù anh cũng từng đóng vai giám đốc, thậm chí cả dân buôn ma túy. Anh tâm sự, mình hợp với những vai góc cạnh hơi quê mùa, có đầu gấu thì cũng kiểu gấu nông thôn thỉnh thoảng anh cũng có những vai khác hoàn toàn với con người anh ngoài đời như vai thái giám trong phim trần thủ độ với đồng nghiệp anh luôn quan niệm càng sống vui vẻ bấy nhau bao nhiêu trong lúc làm việc thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn và với anh người ở bộ phận nào cũng quan trọng như nhau từ bạn diễn đến những người làm ánh sáng đạo cụ và cả đến những người nấu ăn cho đoàn cũng vì cầu toàn nên trong suy nghĩ của anh nào phải có nhà cửa đàng hoàng thì mới lấy vợ Bởi vậy ngoài 40 anh mới lập gia đình Chị kém anh 8 tuổi Con trai anh hiện mới học cấp 3 Nói vui vậy chứ vợ chồng lấy nhau là do liên duyên số Lấy chồng nghệ sĩ Anh biết dù vợ anh vẫn nói Việc gì phải ghen Nhưng với anh Điều quan trọng nhất là để gia đình có niềm tin ở mình như thế nào Chuyện khán giả gặp anh chỉ nhớ và chào bằng tên nhân vật và chẳng biết tên thật của anh là bình thường khi đó anh lại dí dỏm ai nhớ được tên thật của tôi là giỏi đấy vì phần lớn khán giả chỉ nhớ tên nhân vật tôi thôi lại có chuyện vui có lần đi đường chưa hiểu chuyện gì thì công an giao thông vẫy vào bảo cho xem giấy tờ lúc bấy giờ cậu công an trẻ gật gù à chú là nguyễn đình chiến đây rồi trả lại và cười cháu chỉ cần xem để có cớ biết tên chú thôi hoặc có một lần khán giả nào đó bất ngờ chạy đến chúc mừng anh nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú anh hỏi sao họ biết thì họ bảo khi xem giới thiệu phim chỉ thấy có tên là đình chiến giờ lại thấy kèm thêm danh hiệu phía trước nữa lúc đó anh chỉ biết cười và cảm ơn sự quan tâm yêu mến của khán giả mỗi người có một lợi điểm khác nhau người lợi về kinh tế người lợi về thời gian còn người nghệ sĩ chỉ có một cái lợi là vô giá Đó là tình cảm của khán giả dành cho mình sau mỗi vai diễn Đối với anh, đó là thành công và là niềm hạnh phúc vô bờ bến của một người nghệ sĩ nghề diễn chẳng đủ nuôi sống gia đình Nhưng có cho anh đi làm kinh tế thì anh cũng chịu vì tính anh hay thương người Thời bao cấp, diễn viên có mấy ai kinh doanh Đến khi bung ra thì anh đã ngoài 50 Anh là người biết lượng sức mặc dù vẫn thấy bạn bè đồng nghiệp đi diễn trong nam ngoài bắc thường tiện công đôi việc mua cái nọ bán cái kia nhưng do tính hơi cầu toàn nên anh không thể tập trung vào hai công việc cùng một lúc anh vẫn nói vui với mọi người rằng phải biết bằng lòng với những gì mình đang có anh nói rằng đó là quan niệm của người có tuổi tư duy cổ vì vậy cái gì anh cũng phải cân đối từ thời gian kinh tế sở thích tình cảm bởi vậy mới có chuyện có thể cắt xê không cao nhưng vai diễn hay thì anh vẫn làm hoặc những lúc bận việc gia đình thì anh chỉ nhận những việc nhẹ nhàng chẳng hạn như thay vì đóng phim xa nhà đi diễn ở tỉnh thì anh đi lồng tiếng rồi về anh bảo ai làm việc gì cũng phải cân đối nhưng với riêng anh thì mạch lạc hơn rõ ràng hơn là nghệ sĩ kỳ cựu của nhà hát kịch việt nam nên hầu như không có vai diễn nào có thể làm khó được nghệ sĩ đình chiến anh từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng của Việt Nam như Gió qua miền tối sáng, Trần thủ độ, Bão qua làng, Khi đàn chim trở về ba, Gia phả của đất, Mạch ngầm vùng biên ải. Nam nghệ sĩ thường gắn bó với các vai diễn người nông dân chân chất, hiền lành và anh cũng từng đóng vai phản diện. Nhưng khán giả nhận định gương mặt có phần khắc khổ của anh hợp với các vai nông dân thật thà hơn. Anh cũng thừa nhận do ngoại hình và tính cách ngoài đời có những gì đơn giản nên anh hợp với những vai diễn góc cạnh hơi quê mùa có đầu gấu thì cũng kiểu gấu nông thôn là người cầu toàn trong công việc nên rất ít khi nghệ sĩ đình chiến làm hai công việc cùng một lúc thời gian gần đây nam nghệ sĩ đảm nhiệm vai ông vĩnh một ông bố hiền lành đáng thương trong bộ phim cô gái nhà người ta vợ ông vĩnh mất từ sớm nên ông sống cảnh gà trống nuôi con Ông Vĩnh sống chân thành với mọi người và dành hết tình yêu thương cho cậu con trai tên là Viễn do quan trọng đóng. Khi biết tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo, ông Vĩnh không gần ngại quyết định bán căn nhà duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho con. Ông cho rằng dù mình có phải dựng túp lều ra ngoài đê để ở thì cũng sẵn lòng bán nhà để lấy tiền cứu con trai. Tuy nhiên con trai ông đột ngột qua đời, may mắn là trước khi ra đi, Viễn đã kịp lấy vợ và vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng. Vợ con đều mất nhưng ông Vĩnh vẫn còn niềm hy vọng là đứa cháu nội giúp ông nguôi ngoài bớt những đau khổ của cuộc đời. Khi phim lên sóng, vai diễn của nghệ sĩ Đình Chiến nhận được nhiều đồng cảm của khán giả. Đây cũng là nhân vật được đánh giá hợp với nghệ sĩ Đình Chiến. Sở hữu gia tài phim khổng lồ cùng kinh nghiệm diễn xuất nhiều màu sắc, nhưng nghệ sĩ Đình Chiến luôn khiêm tốn, mỗi vai diễn vở kịch bộ phim đều mang lại cho anh những trải nghiệm thú vị dù đã về hưu nhưng anh vẫn luôn cố gắng đóng góp cho sự phát triển của phim ảnh việt nói chung anh chia sẻ rằng mỗi người có một thuận lợi khác nhau người lợi về kinh tế người lợi về thời gian còn người nghệ sĩ có một cái lợi vô giá đó chính là những tình cảm yêu thương của khán giả dành cho mình sau mỗi vai diễn đó cũng là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất lớn lao nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của người nghệ sĩ biết hài lòng với cuộc sống nên anh có thú vui đơn giản. Anh kể, đó là hàng ngày 5 giờ sáng thức giấc và đi bộ vài vòng bờ hồ, cũng vừa về để rèn luyện sức khỏe, sau đó là nửa tiếng uống cà phê, ngồi tán gẫu cùng bạn bè ở một quán quen thuộc. Và một niềm vui nho nhỏ nữa là thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì sẽ đưa con đi học. Về câu chuyện riêng tư thì nghệ sĩ ưu tú đình chiến muộn muộn vợ nên muộn cả con nguyên nhân cho sự muộn màng ấy là do tính cầu toàn trong suy nghĩ của mình khi nào phải có nhà cửa đàng hoàng thì mới lấy vợ bởi vậy ngoài 40 tuổi nam diễn viên mới lập gia đình vợ nghệ sĩ đình chiến kém anh 8 tuổi và con trai hiện mới học cấp ba cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống video của mình tới đây thôi hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ xin chân thành cảm ơn chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe xin cảm ơn